Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tóc bạc sớm và cách khắc phục. Nếu như các bạn thật sự quan tâm thì Trang có 6 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu tóc bạc sớm là gì. Thứ hai, nguyên nhân. Thứ ba, cách khắc phục. Thứ tư, những thực phẩm nên bổ sung và không nên bổ sung. Thứ năm, những lưu ý. Và cuối cùng thứ sáu, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu thì những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Lưu ý, đây chỉ là những kiến thức giúp cho các bạn tham khảo, chứ Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Các bạn cần lưu ý và cân nhắc nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào điểm danh. Tóc bạc sớm là gì? Thì tóc của chúng ta nó có cấu trúc dạng sợi. 70% là chất sừng hay còn gọi là keratin, 30% còn lại là nước, chất béo, vitamin và khoáng chất cũng như là carbohydrate. Thì tóc của chúng ta nó có cấu trúc hai phần chính, một là nang tóc, hai là thân tóc. Nang tóc là cái hình cầu dạng hình chén đó, nó nằm ở phía dưới da đầu và nó gần sát với cái hệ thống mạch máu li ti hay còn gọi là hệ thống mạch máu nuôi đó. Thì những cái mạch máu li ti này nó sẽ cung cấp những dưỡng chất vào cho cái nang tóc, và nang tóc nó sẽ cung cấp cho cái thân, cái gốc của tóc đó để giúp cho tóc phát triển và dài ra. Đồng thời nang tóc còn giúp sản xuất ra các tế bào tạo màu, đó chính là melanin. Và nếu như những tế bào tạo màu này nó ngưng hoạt động hoặc là nó mất đi chức năng hoặc là nó chết đi thì đó là một trong những nguyên nhân làm cho tóc bạc. Thì tóc bạc sớm là khi nào? Khi mà bạn vừa kết thúc cái độ tuổi 30, chuẩn bị bước sang 40 đó là được gọi là tóc bạc sớm các bạn nhé. Còn nếu như bình thường từ 50 tuổi trở về sau, tóc bạc là một trong những cái vấn đề bình thường thôi. Hoặc là có nhiều người không có bạc nữa là do họ chăm sóc tốt, thì tóc bạc sớm là như vậy các bạn nhé. Và xung quanh nang tóc thì nó có những cái tuyến bã nhờn. Những tuyến này nó sẽ tạo ra chất nhờn để bôi trơn cho tóc nè, đồng thời nó bôi trơn cho cái vùng da đầu nữa. Còn phần thân tóc là cái mà chúng ta thấy mỗi ngày, là tóc của chúng ta đây. Đây là phần thân tóc. Thì phần thân tóc nó được xem như là phần tóc chết. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có xảy ra cái quá trình trao đổi sinh học, cho nên là khi cắt tóc chúng ta hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Như vậy là các bạn đã hiểu một cách sơ lược về tóc bạc sớm là như thế nào. Là khi những cái tế bào tạo màu melanin ở nang tóc nó đã chết, nó ngưng hoạt động hoặc là nó giảm chức năng, thì tóc của chúng ta sẽ bị bạc. Bạc sớm là khi chúng ta từ độ tuổi 30 hoặc là chưa bước qua 40 mà đã bạc rồi đó. Phần thứ hai, nguyên nhân nào dẫn đến tóc bạc sớm? Nói chung nó có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến tóc bạc sớm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh sơ lược cùng với Trang nhé. Thì trước khi điểm qua nguyên nhân thì Trang muốn chia sẻ đối với các bạn một vấn đề. Là người ta cứ nói là tóc bạc sớm là do máu xấu hoặc là do di truyền, chứ người ta không nghĩ đến những cái yếu tố khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn theo một góc nhìn khoa học là khi tóc bạc sớm thì sẽ do cái vấn đề gì, để chúng ta có thêm những kiến thức cho mình. Đầu tiên là do bạn bị thiếu vitamin và khoáng chất. Khi cơ thể của chúng ta thiếu các vitamin như là B6, B7, B12 cũng như là vitamin D, vitamin E, vitamin K và các khoáng chất như là đồng, kẽm và sắt thì tóc của chúng ta sẽ rất dễ bị bạc. Tiếp đến đó chính là do bạn gặp vấn đề về stress oxy hóa. Có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta, các chất chống oxy hóa nó không đủ để chống lại các gốc tự do thì nó sẽ bị tấn công và gây nên cái bệnh miễn dịch. Đó chính là hệ tự miễn của chúng ta tự tấn công những tế bào của mình, đặc biệt đó chính là bệnh bạch biến.
thì bệnh bạch biến này nó sẽ tấn công chính tế bào của nó, đồng thời nó sẽ tấn công phá hủy luôn melanin. Cho nên là trên da của các bạn thấy loang lổ những cái vết màu trắng nè, hoặc là tóc của chúng ta cũng sẽ bị bạc bởi vì sắc tố melanin đã bị tấn công và bị tiêu diệt. Hoặc là bạn gặp vấn đề về bệnh mà rụng tóc từng mảng, thì khi tóc rụng từng mảng, kể cả các loại lông trên cơ thể luôn các bạn nhé, thì nó cũng rụng như vậy. Và khi rụng đi mọc lại thì tóc sẽ bị bạc là do nó thiếu melanin. Tiếp đến là những người gặp vấn đề về tuyến yên hoặc là tuyến giáp, đặc biệt là giảm chức năng của tuyến giáp đó, hay còn gọi là suy giáp, thì cũng rất dễ dẫn đến tóc bạc. Thì đó là những nguyên nhân mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm về bệnh lý đó. Tiếp đến là bạn gặp vấn đề về stress hoặc là bạn căng thẳng quá mức. Thì trong một cái nghiên cứu cho thấy rằng khi mà chúng ta stress hoặc là căng thẳng quá mức đó thì cũng làm mất đi cái sắc tố melanin và tóc của chúng ta cũng dễ bạc hơn. Đơn giản thôi, bạn làm việc một cái quá tập trung, bạn bị căng thẳng, bạn bị áp lực với những cái deadline, thì chúng ta phải thức đêm làm việc nhiều đó, thì trong vòng chừng khoảng là vài ngày thôi, các bạn thấy rằng tự nhiên sao tóc của mình hôm nay xuất hiện nhiều sợi bạc như thế, thì đó là do chúng ta stress đó. Tiếp đến đó chính là do bạn hút thuốc lá. Hút thuốc lá thì nó sẽ dẫn đến tóc bạc gấp 2,5 lần so với những người bình thường khác các bạn nhé. Hoặc là bạn sử dụng quá nhiều các sản phẩm như là nhuộm hoặc là tẩy tóc nè, bởi vì nó chứa peroxit, thì hydrogen peroxit này công thức hóa học là H2O2 đó, hay còn gọi là oxy già. Trong các sản phẩm này nó chứa rất nhiều cái chất này, bởi vì nó mang cái tính tẩy rất là cao. Cho nên là chúng ta sử dụng nhiều thì tóc của chúng ta cũng rất dễ bị bạc màu. Hoặc là bạn chọn các sản phẩm dầu gội, kem dưỡng mà nó không đạt chuẩn, có nghĩa là chứa quá nhiều chất hóa học, không có nguồn gốc xuất xứ, thì nó cũng ảnh hưởng đến tóc của mình. Cho nên các bạn cần lưu ý nhé. Tiếp đến là chính là chúng ta thường xuyên bị mất ngủ cũng dẫn đến tóc bạc các bạn nhé. Thì đó chỉ là một trong những cái yếu tố, trong rất nhiều các yếu tố nó kết hợp lại. Nói chung có rất nhiều những vấn đề xoay quanh về việc tóc bạc. Thì tóc bạc sớm cũng là do gen di truyền, có nghĩa là trong gia đình của chúng ta có rất nhiều người bị tóc bạc sớm ở độ tuổi trước 40, thì chúng ta cũng có thể gặp vấn đề về tóc bạc sớm các bạn nhé, đặc biệt là di truyền. Như vậy là chúng ta đã điểm danh sơ lược cùng với Trang về một số những nguyên nhân dẫn đến tóc bạc sớm. Thì các bạn đã có cho mình một cái khái niệm mới hơn, bởi vì không đơn giản là di truyền hay đơn giản là máu xấu. Máu xấu ở đây có nghĩa là do cơ thể của chúng ta thiếu các vitamin hoặc khoáng chất đó. Thì chúng ta sẽ thấy thêm những cái nguyên nhân khác nữa để các bạn có một cái nhìn khác hơn. Phần thứ 3, cách khắc phục tóc bạc sớm như thế nào? Thì ở đây Trang sẽ hướng dẫn cho mọi người cách khắc phục tóc bạc sớm. Thì chia thành hai phần, một là sử dụng thảo dược, hai là sử dụng sản phẩm bổ trợ. Thì sử dụng thảo dược, có những loại thảo dược nào giúp cho tóc hạn chế bạc sớm cũng như là nuôi dưỡng tóc khỏe hơn hay không? Câu trả lời là có rất nhiều các loại thảo dược như vậy. Vậy Trang sẽ liệt kê cho bạn một số những thảo dược đơn giản mà chúng ta có thể tìm kiếm được xung quanh chúng ta để chúng ta sử dụng trong việc là chăm sóc mái tóc trở nên khỏe hơn, đẹp hơn, ngăn ngừa tóc bạc sớm, cũng như là giúp cho bạn cải thiện về vấn đề mái tóc sơ hoặc là chẻ ngọn, gãy gói đó, thì chúng ta sẽ áp dụng được rất nhiều. Đầu tiên đơn giản thôi, đậu đen. Đậu đen ở đây có thể là đậu đen lòng trắng hay lòng xanh đều được các bạn nhé, không phân biệt đâu. Thì chúng ta có rất nhiều cách để sử dụng đậu đen trong việc là nuôi dưỡng tóc, làm đẹp tóc hay là ngăn ngừa tóc bạc sớm. Đầu tiên, bạn có thể rang đậu đen lên để nấu nước uống nè. Hoặc là bạn có thể sử dụng đậu đen, sau đó chúng ta sẽ nấu canh cùng với là xương nè, hoặc là chân giò, hoặc là đuôi heo để sử dụng. Thì nó cũng tốt bạn nhé, chỉ cần 50g đậu đen thôi, chúng ta ninh nhừ lên rồi nấu cùng với xương, chân giò hoặc là đuôi heo đều được. Tiếp đến đó chính là bạn có thể kết hợp đậu đen cùng với các phương thuốc khác, như là 250g đậu đen, 150g mè đen, 150g hà thủ ô và 30 quả bạch quả. Thì chúng ta sẽ đem rang lên tất cả các nguyên liệu này và tán thành bột mịn.
Mỗi lần ăn là 6g, mỗi ngày ăn là 2 lần, bạn uống cùng với nước muối loãng các bạn nhé. Hoặc đơn giản hơn nữa là chúng ta có thể sử dụng đậu đen nè, bạn lấy đậu đen xong rồi bạn đem đồ cho nó chín lên, rồi chúng ta sẽ đem đi phơi. Phơi xong khô rồi đó bạn đem rang lên cho vàng, rồi bạn sẽ bắt đầu tán thành bột mịn. Và khi mà chúng ta tán thành bột mịn như thế đó thì chúng ta sẽ sử dụng trong một ngày. Một ngày chúng ta dùng khoảng là 2 lần, mỗi lần là 30g các bạn nhé. Hoặc là 30g các bạn chia thành 2 lần đều được hết. Thì đó là cách sử dụng đậu đen để giúp cho tất cả các bạn làm đen tóc của mình cũng như là ngăn ngừa tóc bạc sớm. Thứ hai, sử dụng hà thủ ô. Thì hà thủ ô rất quen thuộc đối với tất cả mọi người rồi. Người ta vẫn có câu là muốn cho xanh tóc đỏ da, rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô. Thì hà thủ ô là một trong những loại dược liệu làm xanh tóc, làm đen tóc, làm đẹp tóc rất là tốt. Thì có hai cách đơn giản để các bạn sử dụng. Một là ta dùng cái dạng sắc lát của hà thủ ô đó, nấu cùng với một lít nước để uống trong một ngày. Hoặc đơn giản hơn nữa là dùng những cái viên hà thủ ô đã vo viên cùng với mật ong đó. Mỗi ngày bạn sẽ sử dụng là khoảng là 20 đến 30 viên trên một ngày. Thì nó sẽ mang đến hiệu quả tích cực hơn. Tiếp đó đó chính là dùng bồ kết. Bồ kết từ xưa đã được các bà, các chị sử dụng để làm đẹp tóc cũng như là nuôi dưỡng tóc đen bóng hơn và tạo cái hương thơm tự nhiên. Thì ngày nay chúng ta cũng có thể sử dụng bạn nhé. Chuẩn bị khoảng là 3 đến 4 trái bồ kết đem nướng vàng hai mặt. Sau đó chúng ta sẽ đập ra hoặc là bạn bẻ khúc ra cho nó nhỏ hơn đó để chúng ta nấu để dễ ra tinh chất hơn. Và khi nấu xong thì bạn lấy cái nước đó bạn đi gội đầu thôi. Mỗi tuần thực hiện khoảng là 3 đến 4 lần thì nó sẽ giúp ích cho tóc của chúng ta rất là nhiều. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể sử dụng dầu dừa cùng với nước cốt chanh. Thì chúng ta kết hợp theo tỷ lệ làm sao vừa đủ trên cái mái tóc của mình là được. Thì thông thường sẽ dùng tỷ lệ 2-1. 2 thìa cà phê dầu dừa thì 1 thìa cà phê nước cốt chanh trộn đều lên. Rồi chúng ta sẽ dùng cái hỗn hợp này massage lên cái chân tóc và phần tóc của chúng ta đó. Và bạn ủ tóc 30 phút sau đó gội sạch lại cùng với xà phòng của chúng ta dùng đó hoặc là dầu gội các bạn sử dụng đó. Xong rồi bạn một tuần bạn dùng khoảng là 3 đến 4 lần để mang đến hiệu quả tốt hơn. Tiếp đến là bạn sử dụng mè đen cùng với hà thủ ô. Thì chúng ta sẽ sử dụng là 300g mè đen, 300g hà thủ ô. Thì hà thủ ô bạn chọn cái dạng bột đã tán mịn, đã sơ chế rồi đó. Thì còn mè đen thì mua về rửa sạch để ráo và chúng ta rang vàng lên cũng xay nhuyễn trộn đều lại với nhau. Và mỗi lần dùng thì bạn sẽ dùng khoảng là 1 đến 2 thìa cà phê cùng với nước ấm bạn nhé. Hoặc đơn giản hơn nữa là chúng ta có thể sử dụng quả dâu tằm. Quả dâu tằm thì chúng ta sẽ dùng, bạn có thể ăn cũng được nè, cũng như là bạn có thể sử dụng cái dạng sấy khô hoặc là chúng ta ngâm dâu tằm để uống cũng được các bạn nhé. Thì nó sẽ giúp cho bạn chữa tóc bạc sớm rất là tốt. Thì đó là những loại dược liệu đơn giản mà chúng ta có thể tìm kiếm và có thể sử dụng được cho mình. Mong rằng mọi người sẽ chọn cho mình một loại dược liệu phù hợp nhất để dùng và nhớ là kiên trì thì mới thấy được cái hiệu quả tốt nhất bạn nhé. Tiếp đến là các sản phẩm hỗ trợ. Thì mọi người hỏi Trang là có sử dụng thuốc gì hay thực phẩm chức năng nào để giúp cho tóc ngăn ngừa tóc bạc sớm hay là nuôi dưỡng tóc khỏe hơn không? Thì dùng thuốc thì chúng ta phải đến gặp bác sĩ để được thăm khám các bạn nhé. Bởi vì khi đến gặp bác sĩ thăm khám thì mới biết rằng chúng ta thiếu các vitamin nào để bạn bổ sung các nhóm thuốc vitamin đó. Hoặc là chúng ta có gặp vấn đề về rụng tóc thành từng mảng hay không, hay là bệnh bạch biến, hay là vấn đề ở tuyến yên, tuyến giáp thì bác sĩ sẽ điều trị vấn đề này và mang đến hiệu quả cho bạn hơn. Thì ở đây chúng ta chỉ nói đến những thực phẩm chức năng hay là những thực phẩm bảo vệ sức khỏe các bạn có thể bổ sung thêm thôi. Đầu tiên, bạn có thể sử dụng viên uống biotin hay còn gọi là vitamin B7, vitamin H đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng những viên uống này để giúp cho tóc khỏe, bóng mượt hơn, đồng thời nó còn nuôi dưỡng cả móng nữa các bạn nhé. Thì bạn có thể sử dụng viên uống này. Hoặc đơn giản hơn nữa là bạn có thể sử dụng viên uống Orinel Collagen. Là cái sản phẩm này đây các bạn, bởi vì nó sẽ tích hợp cả collagen, biotin, lecithin, vitamin E và vitamin C trong cái sản phẩm này. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất tốt về vấn đề tóc, móng, làm đẹp tóc, ngăn ngừa tóc đen, ngăn ngừa tóc bạc sớm nè, làm cho tóc của các bạn trở nên bóng mượt hơn,
Đồng thời khi bạn bổ sung vào cơ thể thì nó lại giúp nuôi dưỡng làn da trắng hồng mịn màng nữa. Và tin vui luôn cho những ai gặp vấn đề về nám thì sản phẩm này nó tích hợp đầy đủ các yếu tố các bạn có thể sử dụng để bổ sung thêm cho mình. Tất nhiên là tóc bạc rồi thì không thể nào sử dụng mà tóc đen lại được. Nó sẽ bổ trợ cho bạn, ngăn ngừa các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách khắc phục tóc bạc sớm như thế nào rồi bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư, những thực phẩm nên bổ sung và không nên bổ sung. Các bạn hỏi Trang là khi bị tóc bạc sớm thì nên ăn những nhóm thực phẩm nào và kiêng những nhóm thực phẩm nào để tốt nhất đây? Thì ở đây Trang sẽ liệt kê một vài những nhóm thực phẩm cho các bạn tìm hiểu nhé. Trước hết, đó chính là những thực phẩm nên bổ sung vào cơ thể. Tất nhiên thì chúng ta cũng phải đảm bảo đầy đủ đạm, đường, tinh bột, vitamin và khoáng chất đưa vào khẩu phần dinh dưỡng của mình rồi để tốt hơn. Nhưng chúng ta sẽ lưu ý quan tâm đến những nhóm thực phẩm, đặc biệt là trái cây, hoa củ quả, đặc biệt là nó rất giàu vitamin. Trong đó là có B6, B7, B12 cũng như là vitamin D, vitamin E, vitamin K cần thiết cho tóc cũng như là các chất khoáng như là kẽm, đồng hoặc là sắt đưa vào cơ thể nè. Chúng ta sẽ lưu ý quan tâm đến cà rốt, cà chua, ớt chuông, bông cải xanh, xà lách son cũng như là các loại rau cải có màu xanh đậm đó như là cải xoăn, cải russo hoặc là cải ngồng, cải rổ thì chúng ta có thể sử dụng thêm nè. Bạn có thể sử dụng thêm là bắp non nè, cũng như là trái gấc cực kỳ giàu vitamin A và E các bạn nhé, đưa vào cơ thể rất là tốt. Kèm theo đó là chúng ta sẽ chọn những cái loại từ rau mầm như là từ giá đỗ nè, hoặc là các mầm cải đó thì rất tốt cho sức khỏe của các bạn. Trái cây thì bạn có thể sử dụng đa dạng hơn, nào là bưởi nè, cũng như là bạn sẽ sử dụng quả xoài, sầu riêng, nho, kiwi, việt quất, cherry vân vân để chúng ta bổ sung vào cái khẩu phần dinh dưỡng của mình. Tiếp đến đó chính là các loại cá thì chúng ta sẽ sử dụng cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu, đặc biệt là cá hồi cực kỳ giàu hàm lượng omega 3 tốt cho sức khỏe của các bạn. Đồng thời nó sẽ chứa những cái chất chống oxy hóa rất là có lợi để bảo vệ tóc của chúng ta nữa. Kèm theo đó là chúng ta sẽ ăn thịt, nhưng mà bạn sẽ chọn là thịt bò non nè, có nghĩa là bò tơ đó, cũng như là thịt heo đưa vào khẩu phần dinh dưỡng của mình. Và bạn có thể bổ sung thêm hải sản, đặc biệt là hàu hoặc là nghêu sò, bởi vì cực kỳ giàu chất kẽm, có lợi cho sức đề kháng cũng như cho làn da và cho mái tóc của chúng ta nữa. Và chúng ta ưu tiên đến những cái nhóm như là ngũ cốc nguyên cám hoặc là các loại đậu, bởi vì nó cực kỳ giàu hàm lượng protein. Bạn có thể bổ sung thêm sữa vào trong khẩu phần dinh dưỡng của mình. Có thể chọn sữa đậu nành hay là các loại sữa bột đều được các bạn nhé. Thì đó là những nhóm thực phẩm mà chúng ta nên bổ sung. Và các bạn cũng có thể tham khảo một vài những cái món ăn như là thịt bò xào cải son nè. Hoặc là chúng ta sẽ ăn xương tỉ đó để chúng ta hầm cùng với rau củ. Hoặc là bạn ăn bồ câu hầm thuốc bắc, hoặc là bồ câu nấu cháo đậu xanh, lương nấu cháo đậu xanh. Hoặc là chúng ta ăn các món ăn từ ngó sen nè. Ngó sen, củ sen hoặc là hạt sen đều mang đến hiệu quả tốt nhất các bạn nhé. Còn bạn nào có điều kiện hơn nữa thì sử dụng nhân sâm. Nhân sâm ở đây thì chúng ta có thể chế biến thành món ăn hoặc là ngâm rượu, ngâm mật ong đều được. Thì chúng ta mỗi ngày sử dụng khoảng 20ml, mỗi ngày dùng một lần cùng với bữa ăn thì nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của các bạn, trong đó có mái tóc nữa. Thì như vậy chúng ta vừa điểm danh sơ lược cùng với Trang một số những nhóm thực phẩm và các món ăn chúng ta nên bổ sung vào cơ thể, bởi vì nó rất tốt và có lợi cho sức khỏe của các bạn. Bên cạnh đó thì có những nhóm thực phẩm chúng ta nên kiêng. Tốt nhất là nên kiêng các chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá, cà phê, chè đặc, bởi vì nó không tốt cho sức khỏe của các bạn. Kiêng những cái thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ hoặc là chiên xào là chúng ta nên kiêng các bạn nhé. Kèm theo đó là bạn nên hạn chế muối đi. Chúng ta ăn ít muối và ít đường lại, bởi vì ăn quá nhiều đường thì nó cũng làm lão hóa từ làn da cho đến mái tóc nữa các bạn nhé. Cho nên chúng ta cần kiêng. Còn đối với những ai thường xuyên gặp vấn đề tay chân lạnh thì hạn chế các thức ăn hàn cũng như không uống nước lạnh. Những thức hàn ở đây có thể là
bạn không sử dụng nước dừa nè, cũng như là măng tây trong cái khẩu phần dinh dưỡng của mình, hay là không uống quá nhiều nước cam. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một số những cái nhóm thực phẩm nên ăn và không nên ăn để tốt cho bạn trong việc là khôi phục lại cái mái tóc đen cho mình. Phần thứ năm, những lưu ý cần thiết. Khi mà bị tóc bạc sớm thì có những lưu ý nào hay không? Thì Trang có một vài lưu ý muốn gửi đến các bạn thôi. Đầu tiên đó chính là chúng ta nên đến gặp bác sĩ đi để bạn được thăm khám xem coi cơ thể của mình thiếu các vitamin khoáng chất nào để chúng ta bổ sung đúng vào thì nó sẽ khắc phục được cái tình trạng tốt hơn, hoặc là đang gặp vấn đề bệnh lý nào để bác sĩ điều trị cho các bạn một cách tốt nhất các bạn nhé. Thì nếu như mà gặp vấn đề về bệnh bạch biến thì sẽ sử dụng các loại thuốc kê đơn rồi, bởi vì sẽ dùng corticoid đường uống nè, hoặc là các nhóm corticoid dạng thoa bên ngoài da, kèm theo đó là thuốc ức chế miễn dịch nữa như là methotrexate. Thì những thuốc này chúng ta phải tham khảo ý kiến của bác sĩ và được bác sĩ chỉ định cụ thể thì chúng ta mới dùng. Và nếu như bạn sử dụng những loại thảo dược đưa vào cơ thể của mình đó, gặp những vấn đề về sức khỏe, bạn gặp tình trạng xấu hơn thì chúng ta phải ngưng ngay lập tức, không sử dụng nữa các bạn nhé. Thảo dược thì cũng sử dụng với một liều lượng cho phép thì mới mang đến hiệu quả tốt nhất, và chúng ta cần phải kiên trì thời gian là vài tháng trở lên, thậm chí là vài năm, chứ không phải là mới dùng mà một vài tuần sau kêu có hiệu quả thì dường như không thể. Chỉ có chúng ta dùng thuốc nhuộm lên thì mới có hiệu quả nhanh thôi. Thì ở đây cũng khuyên các bạn là hạn chế sử dụng các thuốc nhuộm hoặc là tẩy tóc, bởi vì nó sẽ làm tóc của chúng ta bị ảnh hưởng và xấu đi rất nhiều. Kèm theo đó là cái nang tóc bên trong nó cũng bị ảnh hưởng bởi vì hóa chất không các bạn nhé. Và các bạn cũng nhớ rằng chúng ta nên giữ cho mình cái tinh thần thoải mái, hạn chế căng thẳng, mệt mỏi, cũng như tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và đều đặn để giúp cho sức khỏe tốt hơn. Kèm theo đó là chúng ta hạn chế thức khuya và bạn nên uống đủ nước trên một ngày bạn nhé. Nói chung là chúng ta phải lập cho mình một chế độ dinh dưỡng hợp lý, một lối sống khoa học kèm theo những cái thực phẩm bổ trợ hay là những cái loại thảo dược để chúng ta sử dụng để mang đến hiệu quả tốt nhất. Phần thứ sáu, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Các bạn hỏi Trang là tóc bạc sớm do di truyền thì có điều trị được hay không? Câu trả lời là không điều trị được các bạn nhé. Do di truyền là do gen đã quy định rồi, chúng ta chỉ cải thiện được một phần nào từ cái khẩu phần dinh dưỡng của mình thôi. Bạn hỏi Trang là tóc bạc sớm thì thiếu những cái vitamin nào? Thì phần đầu Trang cũng có liệt kê rồi đó, là những vitamin như là B6, B7, B9, B12, vitamin D, vitamin E, vitamin K và các chất khoáng như là kẽm, đồng và sắt. Chúng ta cần lưu ý đến những cái nhóm này để chúng ta bổ sung vào khẩu phần dinh dưỡng của mình. Khi bạn bổ sung đủ thì tất nhiên tóc của chúng ta sẽ đen trở lại thôi, bởi vì cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng thì bạn bổ sung vào thì nó đầy đủ trở lại. Tiếp đến bạn hỏi Trang là tóc bạc rồi nó có đen lại được hay không? Thì tóc bạc rồi nó không đen lại được các bạn nhé, trừ khi mình nhuộm thôi. Còn nếu như chúng ta chăm sóc tốt từ bên trong thì từ cái nang tóc nó sẽ mọc ra tóc mới đó, và dài ra thì tóc của chúng ta sẽ đen lại cái phần này, chứ cái phần bạc rồi nó không có đen lại được, cho nên các bạn cần lưu ý. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nãy Trang đã nói rồi đó, cái phần thân tóc này của chúng ta là phần tóc chết, nó không có cái quá trình trao đổi sinh học, cho nên là hư tổn nhiều thì chúng ta nên cắt bỏ cái phần đó đi là được các bạn nhé. Cũng như tóc bạc vậy đó, khi phải tóc đen ra phần dưới nó bạc thì bạn cắt bỏ cái phần bạc đi là được rồi. Các bạn hỏi Trang là tóc bạc sớm có dẫn đến yếu sinh lý hay không? Thì câu trả lời là vấn đề này rất là khó chắc chắn các bạn nhé, bởi vì có nhiều người tóc bạc sớm nhưng mà sinh lý vẫn bình thường. Và nếu như tóc bạc sớm kèm theo yếu sinh lý là một vấn đề bệnh lý trong cơ thể rồi thì các bạn cần đi khám để biết rõ nguyên nhân nhé. Tiếp đến bạn hỏi Trang tóc bạc da mồi là gì? Thì tóc bạc da mồi là chỉ những người lớn tuổi, những người già đó. Thì làn da của họ có lấm tấm những cái đốm màu nâu trên da, giống như là cái mai của con đòi mồi. Thì con đòi mồi là một trong những loại rùa biển đó, chúng ta xem để biết thêm nhé. Thì nó lấm tấm như vậy, và tóc thì bạc trắng như tuyết, cho nên người ta mới gọi là tóc bạc da mồi.
Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một cách sơ lược cùng với Trang về tóc bạc sớm, nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào. Mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy kiến thức ngày hôm nay thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.